Quay video này. Hãy tới với Trang. Đây là sale bán Trang. Các bạn xem vườn nhà chú này. Đứa quạch ấy. Khỏe quá. Cho thả con chú nhá. Đây, mình xem này. Bỏ cho bên này nó khỏe nhìn nhỉ. Vẫn phủi lửa nữa. Trong khi cái ba ấy. Hai cháu nhảy xuống nhá. Mình với chú đang đi thăm vườn. Cánh đồng vải và nhãn của chú rộng 3 hecta. Bữa sau đến mùa cho đến đây nó bẻ bẻ. Đó, bẻ cho chú được không? Được. Ăn no luôn đúng không? Oh my. Ăn mùa hoa quả cứ ăn vô tư. Rộng lắm mọi người xem này. Ui chà. Cánh đồng vải nhãn của chú rất là rộng. Hái nấu canh, luộc, xào đều ăn được. Ăn được ạ. Ừ. Cây rau dớn. Giống kiểu cây dương xỉ ạ. Đấy, nó là dòng dương xỉ. Nó là dòng dương xỉ. Cây gì ạ? Măng bầu. Ăn nó hơi nhặng nhặng nhưng mà rất ngon. Măng bầu với măng thường khác nhau cái gì ạ chú? Măng bầu là cây bầu nó bé, cây tre, cây bương. Cây này là cây bầu đấy ạ. Cây bầu. Con gì vừa kêu chú? Sóc. Con sóc ạ? Măng bầu nhiều chú? Ăn thì hơi đắng đắng. À. Bãi này dê hay đứng cho nên là nó rất là nhẵn đường. Wow. Đẹp quá. Này. Chú nhấc lên cho mọi người xem con đấy đi chú. Được một em. Ui. Trông dễ thương thật đấy. Bán. Người ta mua làm gì hả chú? Mua là người ta chỉ 7.000 một con ạ. 70.000. 70.000 cơ. Sao người ta mua chuột đắt thế chú? À, chuột núi nên nó đắt à. Rồi, ra đây. Cho quả đu đủ vào. Gì vậy chú? Cá tự nhiên. Cá tự nhiên luôn ạ. Wow. Cá mừ. Đẹp quá. Đâu rồi chú? Đây cái chồi này. Ủa. Chồi to to. Ủa to nhở? Toàn tự nhiên hết hả chú? À, tự nhiên kiểu cuộc sống yên bình này chú nhở? Ui, con gì ấy? Con lửa. Con lửa. Uầy, mấy con cá trôi này to nhiều chứ chú ơi. Okay. Phải được 4-5 con này, đen xì này. Nè. Đấy. Mình phóng to cho mọi người xem. Con đen xì kia là con cá chuối. Cá chuối á? Ừ. Ui, thế vậy thì câu lua rồi đấy. Thế còn cá trôi nó đỏ đỏ. À. Đuôi đỏ đỏ. Wow. Cuộc sống rất yên bình. Ví dụ sao mà con thích cuộc sống yên bình, con về đây với chú làm một mảnh nhà được không chú? Đúng rồi, nhiều rồi chú nhỉ? Nhìn dài dài và đen đấy, cái chuối, chú hoa. Chú không phải nuôi à, tự nơi sống ạ? Tự nhiên. Rất là bình yên. Cháu cứ tưởng con trâu đang nằm cơ. Đó là cục đá. Tự nhiên luôn chú. Thêm con nữa. Con chuột này có vẻ nhanh nhạy hơn con kia.
chân núi này nó toàn nhỏ con tí tí này thôi chú. Nó chỉ chờ thời cơ là nó đi săn mồi thôi mà. Đen xi nhỉ. Sao nhiều này chú không bắt hả chú? Kỹ thuật vẫn bắt, nhưng mà cái chuối thì ít bắt được. Cái này có câu lua. Cái này toàn cá tự nhiên hết này. Chú không thả một cái nào luôn. Suối tự nhiên, mình thả mình không giữ được. Cái suối này sâu không chú? Chỗ mấy mét nước? 3-4 mét. Chỗ 3-4 mét nước? Chỗ thì nông? Chỗ thì bình quân là hơn 1 mét. À, hơn 1 mét. Hay, câu cá tuyệt vời luôn anh Hòa. Anh thích hôm nào lên đây trải nghiệm câu ở trên đây, câu cá suối. Đẹp lắm, không phải đẹp lắm anh ạ. Ông anh mình xuất từ bên Gia Sinh sang xin hai con chuột. Đây là hai con chuột này, là một đôi chuột đấy mọi người, một đôi vợ chồng. Mình làm xong clip mình sẽ thả nó về với lại thiên nhiên nhá. Thôi thả vào lồi anh ạ. Ông anh sang bắt đúng con chuột rồi đi về. Cái là cây gì hả chú? Cây này á? Vâng. Cây này gọi là chanh rau. Nhưng mà ăn được đúng không chú? Ăn được. À. Nấu canh là... hoa như này. Lá đây. Già rồi nó thành hoa vậy. À. Ăn là nó còn non hái cả ngọn. Giống kiểu bồ công anh hả chú? Không phải bồ công anh mà gọi là rau. Đây, lá đây. Hoa đây. Nhớ lúc chú quên. Ok. Này, hôm nay đi ra làm vườn vẻ phỡn tí mà cô chú thịt gà cho ăn mọi người. Gà đồ luôn là cô. Đồ á, gà chuyện bộ á. À, canh này là canh cô, canh cua mà cô đi bắt được đấy mọi người. Hôm nay bé Trang mời thêm cả đồng đội đến này. Đâu, giới thiệu đi. Em tên là gì? Dạ, em là Mây ạ. Mây hả? Vâng. Đây là... em là Phương. Phương, bé Trang không cần giới thiệu. Còn bé này thì sao? Ngoãn ạ. Ngoãn hả? Vâng, hôm nay là Chi. Chi, à. Ok. Hôm nay thì nhân dịp là đến nhà bé Trang thì được gặp các bạn ở đây. Thôi, mời các bạn nhé. Ăn đi cậu cháu, ăn xôi đi. Ăn xôi này cô, xôi cô nấu luôn mọi người ạ. Ngon lắm. Rất là dẻo. Ăn đi. Ok. Ăn đi, không được tay nha. Ăn gì chú ăn. Chiều nay chú bảo là sẽ chở mình đi bắt cá. Xuống suối bắt cá. Đây, món cá mà chú bắt được. Bé này thứ nào vậy? Anh em anh, xí hổ ấy. Xí hổ à? Vậy bỏ bé này, bé tên là gì nhỉ? Ngoan ấy. Ngoan cảm giác. Ăn đi em. Xem thịt gà đồi cô chú mới bắt xem thế nào. Ăn xé nhá. Ăn mạnh mẽ thế nào. Ăn
ăn mạnh lên. Trang chưa Trang? Mày lấy trường cánh nhỉ? Ăn đi. Sợ trường cánh. Ở nhà nó thí hồi đấy không? mình tự review đi. Này các bạn này, ngại. Đây các bạn xem gà đồi. Con này là chú về nuôi khá một năm rồi chú nhỉ? Tầm đó. Này các bạn nha. Thịt rất là dai và mềm. Thịt dai và dai và ngọt. Giòn. Cá đồi mọi người. Cảm nhận. Rất là ngon. Không phải làm gì chứ vẫn nuôi cháu ăn vài bữa được. Qua đường cũng sao nhưng anh bảo không để cháu trải nghiệm. Cháu vẫn được đi phát cỏ. Làm công tác dân vận rồi chú. Này, cháu pháo này. Thì không dân vận nhưng hôm qua cháu mà không nhân dân vận thì chú không tin cháu được. Dạ. Yeah. Ai biết cháu là ai? Dạ. Yeah. Nhìn mặt thấy hiền hiền thì bảo ừ, đưa hỏi có thẻ đăng cương đưa chú xem. Nhìn mặt đúng thì mới được. Kịch bản này nhá. Bây giờ là anh em mình sẽ vào đây hết đi. Vào đây hết. Hai đâu? Mình cứ đã thích vui. Ba đâu? Bốn đâu? Năm đâu? Ra chưa? Ra chưa? Đâu, cố lên, cố lên. Em để đây này. Quay video này. Có lời gì mà nói không? Bây giờ từng bạn một nhá. Em muốn nói gì thì các bạn xem Facebook kênh của em. Facebook em là Trần Chi nha mọi người. Thôi em chẳng biết nói gì đâu. Ok. Được đấy. Nhưng mà hát không được cười nghiêm túc cơ nhá. Un te na sa na 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 un te na sa na 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 me na ana me na ana na na kể chuyện lại đi. Thôi. Hôm qua gặp anh như nào? Kể lại cho mọi người. Đâu? Lúc đầu là đi đâu? Đầu tiên đi học về xong là gặp anh ở cổng xong thấy anh đứng nói chuyện với bố mà kiểu tưởng là mấy người trong làng đi bắt chim cò gì thôi xong rồi. Một lúc sau đi về nhà thì thấy bố dẫn theo anh xong rồi bảo là cho anh ngủ nhờ. Xong rồi lúc đấy hoang mang lắm, bảo tự dưng bố cho người lạ vào nhà. Xong nhà mình kiểu giữa rừng không có ai, bây giờ chẳng có ai bị làm sao thì cũng cứu ai. Xong rồi thì kiểu cũng đề phòng ấy. Xong rồi thì lúc tối nói chuyện với bạn, xong bạn em bảo là bạn em bảo biết anh, xong bảo anh đi tin lắm không phải lâu. Đấy, thế là mới yên tâm hơn một tí. Mới yên tâm hơn một tí rồi à? Mới yên tâm một tí. Thôi, giờ yên tâm rồi. Giờ yên tâm rồi à? Không, nhưng mà lúc thấy một ông cao lớn đi vào nhà xin ngủ nhờ cảm xúc như nào? Hỗn loạn không? Và không biết là đâu chui ra. Người lạ mà, tại nhà em chẳng bao giờ có kiểu như thế đâu. Mà giữa rừng nữa đúng không? Ừ, chỗ này anh nhìn xem, chẳng có ai đâu. Giờ vì làm sao chắc chết khô trong máy không ai biết luôn. Nhà thì có cổng chả ai vào. Trộm đi từ cổng qua nhà máy mẹ rồi chẳng có trộm nữa. Đồng đội cho cảm nhận xem nào. Cảm nhận về câu chuyện đấy nào đồng đội. Câu chuyện buồn cười. Kể chuyện rất là vui. À, xong rồi mãn kết thúc buồn cười. Câu chuyện rất là buồn cười. Buồn cười à? Cười rồi anh. Cảm nhận sao? Từ đó em không biết anh thật, không là nó kể em có tin đâu. Thế à? Đúng rồi, kiểu nó kể xong rồi không tin, xong rồi bảo là cô video, xong rồi nó lúc đấy mới tin. À. Bất ngờ ghê. Xong rồi lúc đấy Trang kiểu là hẹn vào là ăn cơm, đồng ý luôn. À. Đồng ý luôn, nhưng quan trọng bố mẹ có cho không, cuối cùng không là bố mẹ cho thật. Thế hả? Rồi. Người bình thường mà.
Bạn em cũng muốn được bình thường như anh. Đâu em nói lại nào, dép đi dép làm sao, hôm nay đến trường làm sao? Đâu ra đây khoe mọi người thế nào? Chiều nay em sẽ đi cái dép này đến trường. Xung kích trường ra thì A có bắt em sẽ bảo đây là dép của người nổi tiếng. Gạch đi. Đâu giờ dép lên xem nào. Không ai có bắt nữa. Review dép ra lên. Đó. Đưa cao lên đây. Đây sẽ chuẩn bị hot như kiểu là dép Lê Bảo Bình. Đây là dép của Vũ Vĩ Hoàn. Mấy thanh niên đang vặt râu này. Một giờ 15 rồi mọi người ơi. Thật á? Cây nhà lá vườn. Thơm không? Thơm không? Ngon không? Có, rất là ngon, ngọt. Nếu mà bạn nào mà thích gọi là cái gì nhỉ? Chó chạy mỏi chân, gà le không hết, hãy tới với Trang. Đây là sale bán Trang. Trang có lời nói gì đến cái chồng tương lai đi Trang. Em á? Đẹp trai là được. Gì nữa? Hết ạ. Tiêu chuẩn ít thế. Vâng, chỉ thế thôi. Nuôi bố em vào đây. Nói chung là vườn nhà Trang thì 3 hecta. Đúng là chó chạy mỏi chân luôn. Trang vừa đi lấy cái gì cho mọi người ăn đấy? Đặt bưởi á, bưởi riêng. Còn đây là cái cây hồng xiêm. Hồng xiêm. Hồng xiêm em. Tí duyên. Bye bye nhá. Em rồi. Bye bye. Đi cẩn thận. Các bạn giờ đi học của mọi người ạ. Bây giờ chú đang dắt mọi người đi đâu đây? Hai cháu đi bắt cá. Bắt cá ở đâu hả chú? Bắt ở cái suối tự nhiên này, ở cái vườn chú đấy nào. À, không biết được con nào không, mọi người cùng đón xem nhá. Chú mang cái sổ to lắm này, mong sao được một bữa vài con là được rồi. Các bạn xem vườn nhà chú này đẹp chưa, khá hồ rộng. Tất nhà mình là từ đây đến đâu nữa hả chú? Từ đây hát lên trên kia. Chú sang cái cháu mình khát cỏ đấy. Mấy anh chị hát tới đường. Rộng phết nhỉ. Giờ chú đang đi đi thả lưới mọi người ạ. Cuộc sống thật là yên bình. Cháu chú phải ném cho cháu một cái đầu để cháu mắc vào đây chứ. Không cá nôi mất ấy. Chú bắt đầu thả lưới rồi mọi người ạ. Đây là cái suối tự nhiên ở đằng sau nhà chú. Chú thả được chưa? Giờ chú cho cháu đi lượm vòng được không? Xong rồi xíu quay lại gỡ cá. Thôi bây giờ chú cho cháu đi lượm vòng đây đi, ngắm cảnh đây tí đi. Có sợ ngã không chú? Cháu thấy cũng hơi nguy hiểm đấy. Cháu ngồi đây nhá. Chú phải ngồi đằng sau chứ. Chú phải ngồi đằng sau. Lên đi. Từ 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 từ. Lên. Phải ngồi phải cân. Cân là lộn tiền. Ok. Ngồi cân nó lộn đấy nhá. Vâng vâng. Nó lộn thuyền là vì đã ướt máy đấy. Sâu không chú? Sâu, ngầu đầu. À, chú đang cho mình đi ngắm cảnh xung quanh này. Trên con thuyền. Đây là Tràng An. Phiên bản Tràng An của Gia Hoàng.
Chàng ăn thêm bạn rau hoàng mẹ. Non nước hữu tử. Rất đẹp. Đẹp quá. Ừ, cá to đấy chú. Đúng không? Nó vừa chạm tới mình đấy. Bình yên thật. Đây, các bạn xem này, đằng sau bình yên thật. Này có đàn bò này. Đàn bò lơi thơi gặm cỏ. Hello mấy con bò. Đây mùa này ngoài miền Bắc mình không có cái vụ hoa quả này. Vâng. Cái vụ. Dê các bạn ạ. Nên là suối, bên này là núi, ngay vách núi này. Quá đẹp. Kiểu mình xây một cái căn nhà gần suối này cũng đẹp đấy chú ạ. Nhưng mà lý do tại sao chú lại không muốn hay nữa chú lại muốn bán vậy? Bán thì ra ngoài kia cho em nó đi học rồi. À. Bây giờ trong này đi nó 15 cây số. Xa. Thế cái mảnh 3 hectare của chú đấy là chú đang muốn bán bao nhiêu? Đợt nó có người người ta giải chú 4 tỷ rưỡi rồi chú không bán á. Bây giờ chẳng hạn như là giá hơn thì chú bán. À. Ừ. Hơn thì khoảng bao nhiêu hả chú? Khoảng 5 tỷ gì đó. Đất đất là rộng. Cá hả chú? Cá. Trong màng lưới dưới này. Sao chú biết ở đây là nằm cá? Quần đục màu đi. À đây á. Cá nó quần. Ôi dạ. Thì nữa cháu sẽ dùng flycam này cho bay đi. Cháu quay đất cho mọi người xem ấy. Xem nếu mà ai thích thì liên hệ với chú ha. Cũng được. Rồi chú lúc cháu bay xong rồi chú chỉ đất ở trên cái bản đồ ở trên cao xuống ấy thì mọi người sẽ dễ hình dung ra là cái mảnh đất đấy nó hình dạng như nào. Cái mảnh này là chú mua từ lúc mà chú 16, 19 tuổi à? Không. Đây, chú 36 tuổi. À, từ lúc mà sinh bé đầu đấy. 36 tuổi là chú mua. Năm nay cũng được mấy năm rồi. Em năm nay nó 16 rồi. 16, 17 rồi. Ừ. Thế là còn hơn 30 năm nữa. Còn đấy. 30 năm. Vâng. Và hình như là sau khi mà hết thì mình vẫn có thể gia hạn được đúng không chú? Thì chẳng hạn nó gia hạn hay không thì do mình thôi. À. Chẳng hạn như lần mình không làm nữa thì trả cho họ. Còn nếu mà chưa hết hạn thì người ta có lấy ra thì người ta phải đền bù cho mình. À. Đây. Cây vải cây thứ cũng... là chú trồng màu... bao nhiêu ấy? Hả? Chú trồng bao nhiêu cây? Nhiều lắm, không đếm. Hầu như là kín đất. Kín đất luôn. Ừ. Con thấy đường ngoài nhà chú bình yên thật đấy. Ừ. Chú trồng cả hoa kìa. Hoa, năm trước cô mà với em nó giàu. À. Chú có thích hoa. Cô làm nó nhọc rồi. Chủ yếu là làm những cái trị giá đồng tiền. Hết thời gian nó nhọc rồi về nó nghỉ. Nhau chưa? Vâng. Thôi chẳng cô mày em nó thích. Nó giàu nó cắm hoa, nó chơi vậy.
Nhưng mà thấy đẹp mà, bình yên. Nhiều các kiểu cô chú anh chị mà trên Hà Nội ấy, chán với cuộc sống khói bụi ấy, người ta lại thích những cái mảnh đất như nhà chú này. Và đây thì quá yên bình rồi. Nhưng mỗi cái là như chú thì bây giờ em nó đi học xa quá, đi học những mười mấy cây số. Vâng. Tức là nó học tương lai của nó là nó học xong cấp 3 rồi nó thi được vào đại học thì em mới lên đại học. Vâng. Mà mình cứ ở trong này thì bây giờ cái em lớn nó vậy, xong cái em bé đang học lớp 9. Vâng. Mấy năm nữa nó lại lên cấp 3 thì mình cả nó đi lại nó vất vả. À. 15 cây số đấy ạ. Vâng. Đây ra trường cấp 3 ra viện này 15 cây. Ví dụ như trong cái khu này không biết là mình lúc mình xây mình có được xây dựng không chú? Có được phép xây dựng. Được phép xây dựng. Nhưng mà chú lại thích cái ở cái nhà nhỏ nhỏ đấy hơn à? Ừ. Đấy ở trên nó có cái nhà mái bằng hơn 100 m2 thì chú không chống nóng được, cái ở nó nóng á. Vâng. Chú cũng thích ở. Chú cũng thích ở nhà mái ngói. Ở nhà cấp 4 mái ngói. Mát hơn. Thế vậy là hay. Mà nó lại năm gian nó rộng rãi, công trình phụ khép kín mình xây đầy đủ rồi. Đầy đủ hết rồi. À thế là bán là mình cũng để lại luôn cho người ta luôn nhé. Ừ. Đấy, chỉ có xỏ hai tay túi quần rồi. Một nào hết. Một cái giá hợp lý là xỏ túi quần đúng không? Đấy. Ê, như có cá chú ạ. Cá đấy. Để con lên chú đi gỡ nhá. À. Ui cá này. Nó giật chú ạ. Cá đấy. Để cháu lên từ từ nhá. Đoạn này nguy hiểm. Được một con rồi mọi người ạ. Chuối to thế. Ui chà. Chú nhấc lên một tí nào, chú nhấc lên một tí thôi. Ui chà. To nhở. Có cá ăn rồi. Ui chà. Khéo khi đập chết nó không, nó chạy chú ạ. To thế. Phải bằng cổ tay chú nhỉ. 7-8 lạng ạ. Hay quá. Có cá ăn rồi. Ui trời. Con bảo mà con thấy sủi tăm mà. Thế là toàn cá tự nhiên hết đấy ạ. Nhiều thật. Sáng nay chú cháu mình chẳng nhìn thấy nó đen xì gì nữa. Vâng. Rồi tối nay có cá ăn rồi. Tối nay bổ bé Trang về làm món cá rồi cho hai chú cháu mình nhậu. Nướng nùi hoặc là hấp xả. Thêm mấy con cá rô phi nữa này. À, chú không thích bắt cá rô phi à? Vâng, mấy con chuối thích. Chú thả bên ven này có cá. Đây, cá này mọi người. Chú vừa thả xong. Đã còn cá dính ở đây rồi. Bên này. Vậy. Ui, cá chuối to thật đấy. Này để gọn vào không lại phọt ra ngoài mất ăn. Mọi người xem cá chuối to trên này. Chuối hoa, chuối tự nhiên nhá. Cái điểm đầu của dòng sông này bắt đầu từ đâu chú? Nó bắt đầu từ tận trên Hòa Bình. Là nó chảy từ sông ngầm hay là nó chảy từ cái nào ra chú? Nó mùa này thì chủ yếu là sông ngầm nó ra.
còn mùa mưa to kia thì nó chảy cái sông nổi. Mực nước này nó nhiều hơn thì nó tự tràn ở cái đập tràn dưới này. À. Nó có cái đập tràn dưới này nhiều nước dâng lên thì tự nó chảy đi. Thế nước này nó cứ thế nó chảy lững lờ nhỉ? Ừ. Nó có từ. Lúc nào cũng chảy. Lúc nào nó cũng lờ đờ cả. Nhiều nhỉ? Ngồi tí cá nổi đây. Chú ham chơi à. Đến, bao giờ tới đích thì tôi bảo. Cô cho chú đi với cháu không? Đi thì đi sao đây? Chú mày đi một ngày thì có phải ngay. 2 tháng nữa. Mà quay về. 2 tháng nữa tới nơi không? Đây. 2 tháng nữa. 2 tháng nữa quay về đây lại quay về bao giờ quay về Hà Nội quay về đây bạn bất nhãn. Chưa, ngon chưa? Ừ, thấy không ạ? Đi le cá mọi người nhá. Dân Ninh Bình họ gọi là le chứ không phải dân của cháu gọi là le. Le cá. Le cá. Dân Hà Nội họ gọi là le chứ không dân các cháu gọi là le. Đã có rồi mà từ bắt. Nó trôi ạ. Trôi. Ui giời, nước nhảy phát lên thuyền luôn này. Dưới, chép. À, cháu không quay được cái cảnh đấy. Khỏe quá. Cháu thả con chú nhá. Đây, mình xem này. Bỏ sang bên này nó khỏe nhìn nhảy. Ui giời, chú ơi to nha. Chỗ này. Rồi. Chép. Rồi. Ui giời, bên kia kìa. Ui trời. Ê. Đây. Ui. Đây này, nó lại cày tiếp này. Này không phải 33 chú ạ. Cá. Đây là cái hay biểu. Ăn luôn. Không tha. Vừa lấy cháu quay được cái cảnh mà con cá nhảy lên cái thuyền nó buồn cười cơ. Cái gì có quay được. Lúc đấy cháu chưa bấm quay, buồn quá. Chỗ đấy nó vẫn phủi lửng lẫy rồi. Đó. Cháu nghĩ là có. Cháu nghĩ có 33 ấy. Hai chỗ luôn này. Hai cháu nhảy xuống nhá. Cá to. U chà. Cá. Cá to luôn đấy chứ. Bắt được cả đá cả cá luôn. Ngứa cô. Toạt thế. Ui chà, cá to trên này. Được 2 con luôn. Còn con này nữa. Mình chép này nữa. Mình chép này. Dài ngoăng. Ông cũng rất là mong rủi để nó vào lưỡi để nó bắt đấy. Đây, 2 con. Lại 2 rô phi to đùng luôn.
Này, bội thù quá. Vui nhá. Xời, to chưa? Mấy ông ở thành phố thì làm sao mà biết mấy cảnh này chú nhỉ? Dạ, yeah. Ghé đây đi bắt cá với cô chú đúng không? Vâng. Này cháu sợ cháu đăng video xong rồi người ta thích quá, người ta lại đến đây người ta mua luôn của chú này, cháu lại không được trải nghiệm. Mua luôn để chú dẫn mày vào lại trải nghiệm ở đây thoải mái. Sợi cá này. Xong bắt đầu là học tập aerobic. Nhảy nữa cơ ạ. Okay, thành quả đây. Con này tự nhiên nó nhảy lên lên trên đấy này. Đang đi nó nhảy lên. Tí nữa về check cam lên xem có thấy không. Còn đây con sộp là bắt được này. To chưa này, toàn chép. Toàn nữ phi cái thứ tự nhiên này. Sộp này. Ăn được sao hết. Nội chú thả một tí là chọn chú về về đi thả hại quá. Ý này, cái sộp ấy. To thế. Sộp hoa đấy ạ. Con này khéo đang có trứng này. Không, vào đây thử khả năng cá chép hay được rồi. Vâng, hay chép được. Con này đúng đang thấy nó phi lên. Phi lên thuyền. Đi, bắt tiếp. Bắt tí đang nhức lưới đi. Bắt được cá luôn. Bó tay. Bó tay này sát cá thật. Cái gì cái dạo cá. Mấy cái chỗ này, hầm này, hầm cá đấy. Con này đỏ au luôn. Đẹp lắm. Để tí nữa cháu làm. Cháu với Trang làm. Bắt con cá xuống đây chưa chú? Đây cho mọi người xem cá này. Dạ. Chiều nay. Mình trên kia cơ. Ở trên đấy à? Đấy, cái bãi trên kia đây nhà bác tí này. Này, cô trồng được bao lâu rồi? À. Này đất rộng này tha hồ trồng cô nhỉ? À, cô trồng cả hoa cơ. Trồng hoa này để cho nó đỡ trồng lẫn vào đỡ không bạn nhớ mình. Ô, thế là trồng hoa này là nó đỡ số bệnh hả cô? Ừ. Tại sao vậy cô? Này, hoa này nó tất cả côn trùng tập trung vào hoa ấy. À, côn trùng nó sẽ vào hoa. Ừ. Thảo nào cháu thấy là cả một dọc đường này là cô cứ trồng hoa này. Đúng rồi, trồng cà, trồng xen cả hoa vào nữa. Kiểu vừa đẹp lại vừa đỡ số bệnh nhỉ? Phong cảnh hữu tình quá. Bên này là đất, bên phía này là đồi núi, còn phía đằng sau kia là dòng suối. Đấy, một đàn gà nuôi gà để thịt nhá, có trứng ăn nhá.
trồng rau cà nhá. Rồi đằng sau có cá nữa, thích ăn cá thì đằng xuống đằng sau. Thế này khéo con ở luôn đây được cô ạ, chẳng phải đi đâu. Đấy. Rồi ở đây luôn. Vâng, bẫy bìm bịp á cô? À. Con cá chép vào nó nhảy cho chuyển cho mọi người xem này. Con cá chép này rất là ngon này. Đây, người xem. Đặc kỷ nhỉ. Con này là em đang đi bơi thuyền thế nó nhảy lên. À. Nó phi thẳng lên. Rồi ok. Không biết có video quay nữa cho anh xem. Buồn cười lắm. Lại hai con cá, một con cá sộp, con cá chép với lại thì có hai con cá rô phi nữa thế là. Cháu sẽ xử lý cái món cá chép và món cá rô phi. Chú thì chú đốt con cá rô phi, à con cá chuối cho cháu. Không biết là cá muốn làm kiểu gì đây cháu thôi. Bây giờ chú sẽ xử lý con này. Bao nhiêu dơm cho vừa? Không, dơm bây giờ con này đập chết thì chú cắm lên, xong rồi chú phủ dơm chốc là xong. Con cá nướng thì có đánh vào để vào rô phi này để lọc ra lọc thịt ạ. Lọc không vậy đó. Em Trang lọc khéo lắm, cô không lọc được. Lọc thì thằng này thợ lắm rồi. Mày học họ à? Dạ. Mày học họ làm à? Cháu cũng học xương xương rồi ạ. Miếng cá rô phi khi mà mình lọc ra thì nó sẽ được như này. Các bạn xem này. Toàn thịt hết nhá. Xương thì mình đã lọc hết ra rồi. Đó, các bạn xem này, thịt ngon chưa? Xuất sắc luôn. Đây. Cuối cùng thì cũng đến bữa ăn. Con cá thì chú Sơn chú đã ăn nướng xong rồi mọi người. Và đây là cá chép. Cá chép mình om mẻ và cà chua. Còn đây là rau. Mời cả nhà ăn nhá. Con xin phép mời các chú nhá. Mày có duyên mời anh mời chú đi. Vâng, mời chú ạ. Con cái đầu tiên là hết nhỉ. Này. Cháu xin phép là uống bao nhiêu chú uống nhá, để mai cháu di chuyển ạ. Ừ. Ngon, thấy. Cá nướng để nguyên ruột này ăn ngon này. Chuột để nguyên ruột. Đúng mà. Cá trứng à? Cá trứng. Trứng mới ngon. Ai chả có cả trứng. Chuối. Trứng đây đâu anh? Trứng. Là. Trứng đây. Là. Trứng đây này. Trứng ngon này. Xin miếng trứng. Nhìn ngon quá. Mắt biết mắt của chị. Cá này chả. Cái những hai cá chép này ăn được. Ừ, ngon quá luôn ạ. Cả cái này. Ngon không? Nó làm cái cá mau đấy, cái loại này cũng nhiều. Ui chà. Làm đẹp. Chị ơi, chị ăn cơm đi. Ăn luôn cho nóng cổ. Luôn cho nóng. Ta cái quả này có nguội hết cá. Ăn nguội tanh. Miếng trứng này. Ngon đấy. Xuất sắc luôn chú. Làm được đấy. Có cả lá mơ. Em có nhìn không? Kiểu nước miếng ấy. Ngon à? Được. Ăn được. Các bạn này. Cái ruột cá này ngon lắm. Các bạn nha. Đẳng cấp. Hai chú cháu đi bắt cả chiều nay. Đập rụng, đập cháy nách luôn. Ngồi ăn cơm cháu ơi. Muối là cần lấy muối đấy con. Không quá. Cái con cầy tam đấy, một là cá chép, còn hai cũng có thể là ba ba. Con này nhảy xuống mò mà đéo cái gì. Chắc nhảy xuống mò mà. Mò kiểu gì? Như chuột à, ngứa ngay. Đó. Mò thì sao chốc mặt cái gì?
khi mà nó đã rút xuống bùn thì bắt đầu là nó mới sầm tan mê. Đi nó sầm tầm lâu. Sầm lâu lắm. Thì nó ở bên dưới bùn khoảng độ 15 đến 20 phần. Ui giời. Thế cháu sờ sờ mỗi ở trên thằng nào không thấy. Đấy. Cháu bỏ đâu đấy chỗ bùn ấy, bùn hỏng lắm. Đấy, cái đấy là thường thường là những bọn chú là phải lặn xuống bắt lấy chân dẫm hoặc là lấy tay vậy chọc. Chọc một cái cục cái là bắt đầu là mình mới lấy lên. Cái ba ba. Ba ba. Như nếu bình thường mà lên thả thằng cái tôm nhìn thấy cái ném củ cái mà sầm tăm như vậy thì chết cái tôm. Thế này chú cháu mình không biết đúng không? Cháu lại sờ sờ mỗi ở bên trên. Bởi vì nó mùn thì bắt đầu nó mới lên tăm. Anh nghe chưa? Lên mà lên lâu. Ừ. Khi mà nó bới thì bắt đầu là nó giúp tăm lên to. Cái này là gà đồi của nhà chú luôn mọi người nhá. Cái gì mình nó ấy quán nó cần lọc được phải không? Cắt cái. Đúng rồi. Cắt nó chỉnh rồi. Mình phải ngồi chịu trả. Sáng nay ngồi cả mấy tiếng mới chịu. Ta thấy cái canh ví dụ như canh hoa ban hay cái canh gì đấy. View gì? À, chú phải quấn vào đấy. Quấn lá sung với lại lá mơ. À. Cá nướng này mới ngon. Vậy em làm đây. Giờ mình sẽ thưởng thức cái món cá mà trơn lúc chiều nay mà hai chú cháu là đi bắt cực khổ lắm rồi này. Đây là lá mơ, lá sung, lá rau thơm, đây là cá đây. Chặt mời bạn xem. À, thấy không? Rồi bác sĩ phép nhé. Cá là chú là cá này là cá tự nhiên và cá là cá nướng rơm, không phải cá nuôi. Đây không nướng, không quay nướng rơm mãi ở quê nổi đấy. Nổi giống cá. Vâng. Đó, bắt đầu là cho này đấy. Chấm vô đây. Uống được các bạn nhá. Thường cái chặt. Cay. Chặt. Mùi đâu? Mùi đâu? Của ông Tết, từ ông Tết. Chặt đi. Ông bảo thịt cá rất là thơm. Nước chấm có cả gừng, có cả ớt, cay cay nó quyện với cái mùi hương của lá sung và cái hơi chát chát của cái lá mơ. Mua ba bò được rồi. Các bạn thôi, ông mua bao nhiêu rồi đấy? Thôi là mình sẽ lấy cái này đắp để mình ăn cho tự nhiên. Cháu ở cả nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.